Chào mừng các bạn đến với thành phố Đà Nẵng ngày 30 Tết nè. Bao nhiêu? 40 ngàn à? Cũng báo Huệ à? Ủa sao nó thấy cũng nó không tươi à? Thì chính như vậy mới giảm giá. À, nhưng mà cấm ấm nước vô, có góc nè. À, trên đường Lê Độ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng các bạn, ngày 30 Tết. À, chúng ta đang ở đây nè, dưới 30 Tết đây. À, khu vực chợ siêu thị á. À, nhà người ta cúng, người ta đốt giấy trong những cái thùng của các bạn đó, cúng. Nước ông bà. À, mình đi quẹo vào khu vực chợ siêu thị ở đường Võ Văn Tần, Võ Văn Tần ngã ba Võ Văn Tần với lại Lê Độ các bạn. Để xem nó buôn bán sao. Trưng hoa. Có câu nói là vui như chợ ngày 30 Tết. Rất là đúng các bạn. Đây là chợ ngày 30 Tết tại chợ siêu thị quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Là một trong những cái đặc trưng của chợ Tết của Việt Nam. Ngày 30 Tết thì rất là tấp nập, rất là hối hả. Không có như những cái ngày khác, chợ ngày 30 Tết nó mang âm hưởng sắc thái sự vội vàng hối hả, nhưng mà không kém phần vui vẻ hả. Tất cả mọi người đến đây đều mang một cái tâm trạng là mua sắm những cái gì mà còn thiếu trong gia đình mình, hoặc là họ mua sắm để mà cúng lễ cho ngày đón ông bà. Đấy nha, khu vực chợ siêu thị rồi các bạn. Siêu thị. Ồ, khu vực chợ siêu thị. Đó, 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 cái siêu thị đó. Ở ngoài là người ta buôn bán à. Tấp nập vô quá. Chợ 30 Tết thành phố Đà Nẵng, một cái chợ ở đường Võ Văn Tần. Ở đây cái gì đấy? Ô, bán hoa kìa. Ờ, trước mặt là họ đang mua huệ. Mua huệ, họ chen lấn nhau, họ mua huệ, chắc bông huệ khá là rẻ. Mua ghê. Họ chen chúc nhau mua. Mấy một bó vậy ta? Ôi trời, rẻ hả? Ờ, chắc mình cũng phải mua một bó. Ôi đẹp á, 20 ngàn hả? Mua. Ô, người ta chen lắm nha, mua huệ kìa. À, người ta bán huệ xả hàng mua quá trời. Hai ba chục ngàn một bó. 20 ngàn bó. Xả hàng bó có 20 ngàn.
20.000 một bó. À, 20.000 bó nhưng mà cũng hay xua các bạn, cũng có cái bó được, bó dập, nó bị dập. Nhưng mà còn 20.000 quá rẻ rồi. Ngàn một bó hoa Huệ đẹp á. Chắc cũng phải Phương Trang lấn mua một bó. Rất là vui luôn. Hoa Huệ, Huệ đỏ. Họ kêu là hoa lai ơn á. Hoa lai ơn á. Mà có 20.000 một bó nên người ta chen rất là đông. Bình thường á, nếu mà vào ngày 27, 28 thì đến hả 100 mấy, 200 ngàn một bó các bạn. Nhưng mà bây giờ chỉ có 20.000 một bó thôi. Rất là đại hạ giá luôn. Mà hoa đẹp. Hoa đẹp. À, các bọn người bưng một cái bó chẳng ra là chia ra. Mỗi người lấy bó đây là thu hoạch được một bó rồi các bạn. 20.000 này, đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Tôi đưa cao lên cái gốc luôn kìa. Đây một bó bự, đấy bó này 5 bó là. 5 bó là khu người ta được 20.000. Đẹp không? Đó, khui ra sao được cái lái, cái bó thì bó 5 bó, có bó 10 bó. Vui quá, người ta xả hàng, xả. Đó, không có cái năm cái 10 đó, khui tiếp, hay xui. Mà, khui ra. Nhiều bộ cá vậy, vui lắm. Có mua màu đỏ không? Nó kéo sát trong thư. À, nó hơi dập nhưng mà nó vẫn còn tốt. Ok. Hai bó cuối cùng. Hai bó cuối cùng. Không có đậu gì mua nhé. Đậu. Không mở cây này. Để từ từ cây một. Mua chỗ khác mà đổi cho tay vui. Đúng là lui. Đừng mở đây đó Hoàng. Một cái thôi. Đó. Vàng luôn. Hãy xui. Cứ bỏ ra hãy xui. Đâu. Số như cái này cũng tươi nè. Cái này cũng tươi á. Đó. Hai chục hàng như. Dành nhau. Bà hãy nè. Chưa đưa tiền. Đó, lấy được bó nè. Lấy tiền nè, tiền chưa lấy. Đưa tiền chứ. Ông đây lấy hai bó đó. Tự giác đưa tiền cho anh đi. Một bó 20 rồi. Tiếp tục, cái bó này màu đỏ chắc luôn á. Một hai ba từ từ đưa tiền rồi vui quá là vui luôn các bạn. À, xả hàng đưa tiền cho họ đi, tự giác đưa tiền đi với bà con ơi. Là gom tiền sao? Cần lấy hàng chứ gom tiền sao không nhớ ai vô ai. À, rất là vui các bạn nhưng mà cũng có cái gì. Bỏ này dày rồi, quá dày luôn. Mấy con lên rồi đó. Còn thiếu tiền
Cái gọi là thu hoạch được bó hoa này là 20 ngàn. Thu hoạch bó hoa 20 ngàn rất là ok luôn các bạn, rất là xum xê này. Đó còn nó cháy đâu, bây giờ còn ở dưới dập hết rồi. Ồ vui quá. Rồi tiếp tục đi khám phá tiếp chợ thành phố Đà Nẵng, chợ siêu thị vào ngày 30 Tết các bạn. Đây là khu vực trong nhà lòng chợ đó, xa đằng kia nữa. Ở đây cũng có hoa hệ, nhưng hoa hệ ở đây chắc chắn là mắc rồi. Còn hoa hệ xe đó là rẻ nhất trên đời, 20 ngàn một bó. Nói gì nữa. Rất là tấp đập và thú vị các bạn, rất là vui luôn. Đây mua ở đây bó và sau này bán lại cũng được nè. Nếu bình thường cỡ mấy ngàn đó. Video về khám phá chợ Tết 30 Tết ở thành phố Đà Nẵng ở tại khu vực chợ siêu thị ở đường Võ Văn Tần với ngã ba Võ Văn Tần Lê Độ thì đến đây kết thúc. Các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một mùa Tết vui vẻ, hạnh phúc.